Hello, xin chào anh chị em. Xin chào anh chị em đã quay trở lại với Mực In Minh Khuê. Hôm nay mình cùng với anh em cùng tiến hành xử lý em máy gọi là Epson. Em này là em Epson L805. Đây. Em này là khách hàng đang nói chuyện kêu là bị khi mà em in ra thì nó bị bẩn ở trên bản in đó. Bẩn là cái đó thì anh em để ý cho tôi cái trục lăn ở trong đây này, cũng như ở bên dưới thì nó có cái lớp mút này đó, cái này nó bẩn. Bây giờ chúng ta tháo ra và chúng ta vệ sinh đi. Đây chính là cái lớp này đây. Là tôi cùng với anh em nhé, chúng ta cùng cạy lên. Đây nó chính là cái lớp này, anh em cùng tháo lên sau đó. Đây chính là cái này, nó bị bẩn đó. Đó là một cái. Thứ hai nữa, đây anh em nhìn này, tay tôi này. Đó. Thêm một cái nữa là cái mực nó rơi xuống nhiều quá. Đây, anh em cho nó chạy. Lấy cái khăn lau cái con lăn này đi. Cái này chủ yếu là anh em cái nào sẽ phải mất thời gian, đó là mất thời gian để tôi giặt để làm cái này nó khô đi này, là thứ nhất. Thứ hai nữa là sau khi làm khô thì anh em rút nguồn ra nha. Đây rút nguồn ra. Nguồn ra cái này anh em không quay ra được đúng không? Anh em lừa nối góc trong đây này, góc trong này, đây, góc trong này, nó có cái mình răng, anh em xoay, xoay để cái vị trí này, cái này nó nhả ra, nó đẩy vào trong này, thì anh em sẽ đẩy được cái cả cụm đầu phun lên ra. Đó. Sau đó anh em tiến hành là vệ sinh cái hướng da giấy đi cho tôi này. Đó. Cái này là bị mực nó rơi rất nhiều cho nên nó bị cái tình trạng như vậy. Nói chung là máy in màu nó chỉ có cái vấn đề là mực nó chảy ra đây nhiều quá nè, thấm ngược lên. Đó. Anh em chỉ làm vậy thôi. Rồi, trong quá trình chờ đợi thì tôi sẽ em đi tôi làm sạch cái này. Đó, sau đó tôi sẽ lắp vào và tôi sẽ có kết quả ở comment ở bên dưới cho anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh chị em đã xem video. Nếu trong quá trình mà anh chị em sử dụng cũng như là sửa chữa mà có vấn đề gì thì vui lòng liên hệ với Mực In Minh Khuê, chúng tôi sẽ hướng dẫn cũng như là có thể là cử cán bộ kỹ thuật đến để xử lý sự cố cho anh chị em quý khách hàng. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở video tiếp theo. Cảm ơn anh chị em đã luôn đồng hành và ủng hộ Mực In Minh Khuê. Rồi, xin chào.